Hello, xin chào tất cả anh em mến kênh của mình Dân Cày TV. Và cũng như bây giờ, hôm nay mình sẽ cho anh em biết về update 41 này. Và update 41 anh em cần làm gì, cũng như là chúng ta sẽ mất những thứ gì cho update lần này ha. Thì chắc là anh em cũng đã biết rồi, tại vì mình đăng video cũng khá là trễ. Thì tại vì mình cũng khá là mệt cho cái buổi clip mà hồi hôm qua. Đấy, mình chờ update chờ ngon ngăn luôn mới có được update anh em. Nên là nó hơi quải xíu. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu video ngày hôm nay nào. Let's go. Thì đầu tiên anh em có nói biết update lần này chúng ta có một cái mao mới. Và cái mao mới mình làm chưa ta? Mình chưa làm luôn nè. Đúng rồi, mình chưa làm mà. Hồi vậy Nguyên chưa làm luôn. Mình cũng rất là lười làm anh em. Và có thêm một cái chế độ defense mới. Và chế độ defense nằm ở đây nha. Dù anh em không biết. Đây, defense mới nằm ở đây ha. Đó là chế độ defense mới. Có mấy cái ta, con cái đúng không? Con cái cuối cùng, cái 42. Và cái này nó kiếm cực kỳ nhiều điểm open luôn. Đó, anh em lưu ý và anh em nhớ lấy nha. Và chúng ta sẽ không có item mới, chúng ta sẽ có thêm một cái avatar mới là cái con này Gojo. Búp này thì mình thấy nó không ngon. Mình up mát thử cho anh em ha. Mình sẽ hy sinh một con Gojo. Chờ chút, đây. Rồi mình sẽ upgrade hết lên 3x3 dam. Này nó cộng vô nha, chứ không, nó không có kiểu như là nhân vô. Đây, mình cho ví dụ nha. Nè, nó chỉ cộng vô thôi chứ không nhân vô nha. Cho nên là cái này thì mình so sánh là rót cũng ngon. Dam thì nó không bằng cái con này rồi. Nó đương nhiên rồi. Cũng không bằng con Vegeta luôn em. Vegeta còn xịn hơn nữa nè. 4.5 nè, thấy không? Còn xịn hơn Gojo nữa. Thì con này mình đánh giá chỉ lấy rót thôi chứ không có lấy dam được. Khá là tiếc nha. Avatar này khá cùi. Theo đánh giá khá cùi. Còn cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ mất hết tất cả Maximum lẫn Clone Dub Machine, cái kiểu mất hết. Thì không biết đây là vô tình hay cố ý luôn nha anh em. Bữa admin nói là giữ vĩnh viễn nhưng mà tự nhiên cái xóa hết mình cũng chả biết nữa. Xóa hết luôn, rồi xóa tất cả luôn. Đó. Và nhưng mà cũng có cái lợi thế là chúng ta trong cái Time Chamber á, trong Time Chamber thì chúng ta có luôn cái máy clone luôn. Và khi anh em nâng mắt một cái á, thì nó sẽ lên hết tất cả luôn ha. Khá là tiện ha, tiết kiệm tiền cho anh em nữa. Đó, cứ vô đây treo và cứ lấy hết thôi. Vô đây treo rồi thử dùng time nè, full time nè, thì nó lên rất là lẹ nha, cực kỳ lẹ luôn. Đó, nó chạy lên này cực kỳ lẹ đây. Đó, mặc dù nó rất là lâu đó nên kỳ lẹ. Bây giờ mình thêm con ở được, nhưng mình hết rồi, mình phải đổi hết tất cả lại anh em, tại không có clone machine nên phải đổi hết tất cả lại thành passive botanic. Sau đó thì bắt đầu phải roll lại light speed với god. Chúng ta hết grill nha, mất luôn cái passive grill rồi, mất passive grill rồi, nên chúng ta cái đội hình này á, light speed với lại grill nó không còn tác dụng gì nữa. Ấy, nó không thể nào làm được nữa nha, lưu ý điều đó. Thì cho nên bây giờ chúng ta cần làm gì? Thì hồi trước mình cũng đã kêu anh em rồi, hãy kiếm drop đi để các bạn kiếm được cái passive token để bạn quay passive mới. Còn không thì bây giờ chỉ có cách là đi treo để lấy device mới, sau đó up 2 pass thôi. Nãy mình có 3 con, giờ mình mới làm hy sinh cho anh em có hai con, à. Khá là xui, kệ đi. Nói chung mình cứ làm cho anh em đó. Rồi còn hai con, kiếm thêm con ở lên 2 passive nè. Thì sau đó thì mình sẽ lấy botanic rồi mình bỏ vô đây và cứ thế mà làm thôi anh em. Làm đến khi nào mà đội hình mình gọi là đủ binh rồi đó thì cũng có thể sẽ solo được impossible, mà cũng có thể là nhờ một bạn duy nhất thôi cũng dư sức. Hay nói là đi hai người đủ solo rồi, chúng ta không cần nhiều người ha. Đó là cách cái mẹo của mình và đó là những cách cần làm cho anh em luôn đó. Cứ đi kiếm roll passive, sau đó cứ đi đâm dình đổ kiểu rồi mua eclon trên roadshop.net á, anh em mua eclon đó, anh em vô mở đâm dình đi cày hết map mở đâm dình thôi, cũng rất đơn giản đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh em ha. Rồi một vài bạn nói cái video cũ của mình, anh em lưu ý đó là video trước khi mà nó update. Trước khi update đó admin thông báo là giữ cái máy clone vĩnh viễn, mình không biết điều đó nha anh em. Admin nói như vậy nên mình chỉ nói như vậy theo thôi, chứ không phải mình là một người clickbait nha anh em. Clickbait có nghĩa là mình đăng video giả lên để câu view. Đó, thì đó là video cũ, admin cũng đã nói xác nhận rằng là giữ máy clone thì không biết có tạo code bị lỗi hay không, mà cái máy clone bị mất hay là admin đã bàn lại với nhau. Nói chung là trong thời gian update đó, bàn lại với nhau là chúng ta không nên giữ update clone nữa anh chị, đúng không? Thì mình không biết được điều đó, mình không thể tránh được. Cho nên ví dụ mà anh em muốn hỏi về update lần này thì cách cài làm sao thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ chỉ cách cài nhanh nhất ha. Đó, thì mình chỉ đơn giản sơ sơ là cách cài là cứ quay passive, sau đó cứ quay device rồi quay secret, rồi cứ ra máy ủ để lên 2 passive để kiểu thôi. Đó, đó là cái cách cơ bản. Còn cách nâng cao thì bạn cứ hỏi mình thì mình sẽ trả lời các bạn ha. Đó, và bây giờ mình sẽ tới câu hỏi tiếp theo thôi.
đề nghị ông nói chuyện bớt chép chép nha. Cái chép chép này là sao ta, mình nói sao ta, mình không nghi suy nghĩ cái gì, có cái thói quen rồi thì mốt cái mình sửa lại cũng được hả. Thì có một bạn nói hôm qua cái clip mình á, là hôm qua ta nói là Divine Gojo mà không tin à, mình không, mình luôn luôn tin tin mọi người nha. Thì do là mình có cái nhầm lẫn một xíu, thì do là Managa cũng là phản diện, một chút phản diện nè, còn Flamingo ban đầu cũng là phản diện nè, cho nên là mình nghĩ nó cũng phải phản diện theo, cho nên là không biết đó. Thì Divine là chính diện nha anh em, là gọi là bên phe người tốt á, còn phe người xấu là nhiều luôn nè. Mình nhớ mình may mắn nha, là con Kaido nè, Kaido rồi Feseta và thêm cái gọi là Madara, đó là mình thấy ba người phản diện rồi á. Phản diện là sao, phản diện là đối nghịch với năm chính nha, chứ còn mà thực tế thì mình không biết đó, kiểu vậy đó. Thì bây giờ đó là câu hỏi của bạn tiếp theo. Rồi có một người nói là em bị lỗi mở map. Lỗi mở map chúng ta có gì? Thì mở map á là nó bị, một là cái đo nó không mở, thì anh em cứ vô đây anh em xem cái map nó unlock chưa. Thứ hai là cái vì ta bị spawn map đó mà bị rớt dưới đất, thì anh em cứ ao ra vào lại để xem coi thế nào ha. Không thì anh em hãy lên cái Discord của admin, lúc đó anh em sẽ gọi là subject cái bung á, subject bung á, để admin biết được fix lỗi đó ha, cứ quay video lại lúc đó. Ok rồi, thì đó là toàn bộ của ngày hôm nay. Và update lần này anh em nghĩ sao? Mình nghĩ nó cũng chai hát á, tại vì admin cho 2 tuần mà đúng không, bây giờ không có còn lon cái kiểu là mày bị chai hát luôn, là cứ cắm đầu vô mà quay Divine, bắt đầu là cắm đầu vô đi đọc bắt xịp thôi. Mình đọc bắt xịp từng gần cả tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi nè, 3 tiếng đọc bắt xịp á, mà mình đổi được có 4 con thôi, 3 con Tornado thôi, không còn thứ tư luôn, con thứ tư nó bị mất tiêu rồi. Cho nên thì được thì mình xài Daiso, Daiso đỡ cũng được. Daiso nhiêu đam ta, mình xem lại Daiso đỡ không, đỡ tí cũng được nha, còn không đỡ thì chắc mình quay cái khác. 2k4 2k3 2k9 cũng ổn nha, cũng ổn, cũng bù đắp cho cái đội hình mình nếu mà mình không có gọi là thêm được cái passive nào mới đó, thì mình cứ từ thôi. Mới update lần đầu, mới ngày đầu mà mình đâu có gấp được chỗ đó đúng không. Nè quay nè, đó mythic nè, đó thì không có gấp được chỗ đó, nên là mình cũng không có gọi là muốn đua, mình không muốn đua đó, từ từ mình đua sao cũng được. Rồi ok, bye bye, và chúc anh em có một ngày vui vẻ. Và nếu như anh em thích video này, cũng như là anh em muốn ủng hộ mình có thêm động lực á, thì anh em hãy comment bên dưới, cũng như là anh em hãy like và đăng ký kênh giúp mình đó, đó là nguồn động lực cho mình, cái đó free mà, anh em hãy làm bất cứ lúc nào ha.